Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về được đôn nha, chanh, ghế nghi và một bộ salon thẻ cẩm lai với đèn, đồ gốm để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1K đầu tiên, mẫu số 1A đầu tiên, đó chính là một cái đèn mang sông đó, hiệu Ách Cơ nha cô chú anh chị mình ha. Bầu là bầu thao đó, nước si cũng vẫn còn luôn nha cô chú anh chị mình nha, rất là đẹp, hàng liền lạc là lặn luôn đó. Bên đây thì nó hơi bị mốt, có thể mình bẻ lại chút xíu vẫn được nha. Đó, đây mình dùng tay mình vẫn bẻ được bình thường đó, tại vì nó hơi cái nắp nó hơi bị cọ xuống dưới thôi nha. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó, hơi cũng vẫn còn cứng nha, hàng liền lạc là lặn luôn, bầu là bầu thao đó, bầu 500 cb nha cô chú anh chị mình ha. Đèn Ách Cơ em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.400.000, 1.400.000 em bao ship toàn quốc nha, đèn mang sông đó. Mã số 2A đó chính là một cái hè đèn ADA đó, đồ này thì nó cũng ghim được khoảng tầm 90%. Đây đó, chân chỗ da bơm là ADA, chỗ mồi lửa này cũng là ADA luôn, chỗ chỉnh lửa này cũng là ADA đó, nắp đồng hồ áp suất cũng ADA luôn, họng trên này cũng là ADA, đây bầu này cũng là ADA luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, 500 cb, đây cô chú chị mình có thể về vệ sinh đó lại là mình xài thôi, nắp chụp trên này cũng vẫn hiệu là ADA luôn. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.200.000, 3.200.000 em bao ship toàn quốc nha. Đây tới mã số 3A, đó chính là một cây đèn dầu nha. Đó, đây của chúng mình xem giùm em nha. Chất liệu của nó để em coi thử coi nha. Để đây. Đây chất liệu là bằng thau nha. Đó. Đây hàng Việt Nam chất liệu bằng thau. Đây, bầu này được nửa lít nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao của nó chính xác luôn là 4 tấc 7. Đó, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha, 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới mã số 4A, cũng là một cây đèn dầu Pháp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chất liệu là bằng đồng. Mã số 4A ống khói là cũng ghim theo của nó luôn nha. Đây cây này là hoa văn họa tiết là khỏi chê, cũng là nửa lít dầu luôn. Đây cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, vẫn tiêm vẫn xài được. Đây tiêm đây, lên dẫn xuống bình thường. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Nó xài tiêm nữa. Đó. Đây. Đó, dẫn xuống lại nha. Đó. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.200.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, tới mã số 5A. Đó, ống khói bút mực. Đó. Tiêm vẫn dặn lên dặn xuống bình thường nha. Đó, chất liệu cũng là bằng đồng luôn. Chiều cao là 5 tấc 3. Đó, bầu này được 1 lít dầu nha cô chú chị mình ha. Nói chung là từ 1 lít đổ lại. Đó, bao đánh bóng và bao phí ship cho cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 2.200.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây thêm có cây cân vàng, trong đây thì nó có được 4 mờ trái cân của nó luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp, hàng liền lạc là lặn luôn. Mã số 6A, đường kính thùng là chiều và sâu vô là 1 tấc rưỡi, bề ngang của nó luôn là 3 tấc nha. Đó, cân vàng. Cây này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 1.400.000, 1.400.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó, đây tới một cái cân giá nha cô chú chị mình ha. Đây cái giá cân này, cái cân này thì hàng liền lạc là lặn luôn. Mã số 7A, cái cân giá, đường kính giá cân là 2 tấc rưỡi. Đây cô chú chị mình xem giùm em nha, hàng cũng khá là liền lạc là lặn luôn. Đó, nguyên si rất là đẹp, giá cân cũng là bằng thau luôn nha, bằng đồng luôn. Đó, cây này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 1.200.000, 1.200.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. 1.200.000. Mã số
Đây, mã số 8A, một cây đèn dầu. Đó, tượng là bằng đồng. Đây, cô chú nhìn xem giùm em nha. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Chiều cao tính từ ống khối xuống tới dưới chân đế luôn là 1m2. Đó, 1m2 nha. Đây, em đo tại vị trí lớn nhất tượng luôn là 3 tấc 7 nha cô chú chị mình ha. Chất liệu tượng là bằng đồng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, một cô gái Tây rất là đẹp luôn. Đó, tuổi đời em bao tầm khoảng cỡ 30 năm trở lên nha. Đây, tay vịn này là cũng là chất liệu là bằng đồng hết. Nói chung là full nguyên cái chất liệu bằng đồng hết trơn luôn nha. Đó, đứng trên cái mặt đá đây. Đó, tượng là đồng. Đây, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Hàng liền lạc là lặn luôn. Cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 21 triệu. 21 triệu em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, bầu pha lê. Đó, đèn thì đồng, bầu thì pha lê, rất là đẹp. Mã số 9A, đường kính dĩa là 2 tấc. Đây, dĩa thất hiền nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp luôn. Hàng này là Nam Bộ xưa. Đó, dĩa này thì một chục cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600 ngàn. Em bán rất là nhiều rồi nha. Đó, nhiều khi một ngày em siêu tầm được có vài chục dĩa thôi. Đó, đây tới dĩa con gà, cũng là Nam Bộ xưa luôn. Đường kính dĩa là 2 tấc. Đó, cũng có một hai cái nó bị mẻ mẻ như gì nha cô chú anh chị mình ha. Coi kỹ giùm em. Đó, còn nhiều là hàng lành tích khá là cao. Một chục cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đó, 500 ngàn bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tụi em có một cặp bình củ tỏi thập niên 70. Đó, mã số là 11A, hoa văn vẽ tay tàu xưa. Chiều cao là 4 tấc. Đường kính miệng của nó luôn là 1 tấc 2. Bụng bình lớn nhất của nó luôn á. Đây, là 76. Đó, hàng tàu xưa thập niên 90, hoa văn vẽ tay nha. Đó, men rạng rất là đẹp luôn cô chú chị mình ha. Đồ em bao xưa cho cô chú chị mình luôn. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Một cặp là 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Mã số 12A, một cặp bình vàng. Đó, màu vàng hoàng đế nha, chim chỉ phù dung rất là đẹp. Chiều cao là 6 tấc 8, đường kính miệng 2 tấc. Hoành bụng này là 1m nha. Hàng tàu xưa thập niên 90. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, này là thập niên 90. Đó, đế dưới của chú chị mình xem lại giùm em. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, em quay không gõ chi tiết của chú chị mình cứ liên hệ, chúng em sẽ chụp hình gửi Zalo cho chú chị mình biết thêm chi tiết nha. Hoa văn chấm bông bi rất là đẹp luôn nha chú chị mình ha. Đó, một cặp cũng là 4 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Một cặp là 4 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Một cái là 2 triệu. Đó, mã số 13 cũng là như vậy luôn nha. Hàng thì bao đẹp, chim chỉ phù dung. Đó, liên lạc lành lặn luôn. Chiều cao là 6 tấc 8. Đường kính miệng cũng 2 tấc, hoành bụng là 1 mét nha. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây. Đó, cặp này cũng là có giá là một cái là 2 triệu, một cặp là 4 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số á là 14A, một cái bình Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đồ này đồ biên hòa. Tuổi đời thì em bao trước năm 75, trên 50 năm trở lên, dưới 50 năm em tặng cô chú anh chị mình làm kỷ niệm. Chiều cao em đo chính xác luôn là 8 tấc rưỡi. 8 tấc rưỡi nha. Đường kính miệng là 3 tấc. Cổ bình là 54. Bụng bình lớn nhất của nó luôn là 115. Đó, trước năm 75, tức là trên 50 năm. Nếu mà cô chú anh chị mình ai nói bình này dưới 50 năm em tặng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, hàng thì em bao đẹp, lành tích cũng được 90% nha. Tam Đa Phúc Lộc Thọ.
Đây cô chú anh chị mình xem cái đế dưới giùm em nha. À, đế dưới đây. Còn đế trên. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây một đường tóc gió nha, không thành vấn đề. Còn miệng là lành tích hết trơn, nói chung là đồ này là đồ em bao nguyên. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình khỏi lo gì cái bình này nha. Cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 12 triệu. 12 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và em bao trước năm 75. Rất là đẹp, hàng liền lạc là lặn luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Hòa An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, tới em còn một bức tranh nha. Đồng quê. Rất là đẹp luôn. Đó, tức là thiên hạ Thái Bình. Đó, tích đồng quê nha. Đây, chất liệu gỗ là bằng gõ nha cô chú chị mình ha. Đó, mới sưu tầm về được một bức. Chiều cao của nó luôn là 98. Chiều cao là 98 nha. Đó, để em đo bề dài của nó thử coi nha. Bề dài của nó luôn. Bề dài của nó luôn là 2 mét nha cô chú chị mình ha. Đó. Chiều cao là 98, chiều dài là 2 mét, một bức tranh đồng quê chất liệu gỗ bằng gõ nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đố này thì dày là 5 phân. Nó giót lại còn có 4 phân mấy nha. Đây. Rất là đẹp, ốc cẩn rất là tơ tóc cho cô chú chị mình ha. Con nào qua con đó màu đỏ lửa rất là đẹp luôn. Đó, hàng liền lạc lành lặn. Cô chú anh chị mình có thể nhìn dân cây gõ giùm em nha. Đó. Đó, nhìn dân cây gõ giùm em để cho cô chú anh chị mình biết và mời xem cho gõ chi tiết nha. Mã số 15A. Đó, đây, bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn về mặt sau. Đó. Mặt sau này họ chét keo lên nè, đó cho nó cứng cái bức tranh nè, đó tránh là không có bị nứt. Đó, em về em vệ sinh lại rất là đẹp luôn. Đó, trên đây nó có hai cái khoen nữa mà em gỡ ra rồi, tại vì cái khoen lâu ngày nó xài cũ em gỡ ra. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Hàng thì liên lạc là lặn luôn. Đó, bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 25 triệu. 25 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Là toàn quốc nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số đây, để em coi thức rồi nha. Mã số 16A. Đó chính là một cặp đôn bồng nha. Đó, đôn bồng dân mây. Đó, cô chú anh chị mình xem những cái mặt đôn này dân mây rất là đẹp luôn nha. Đó, đôn này em cũng bán rất là nhiều rồi, mới sưu tầm được cặp này, nó hơi mới nha. Chiều cao em đo chính xác luôn là 9 tấc 3. 9 tấc 3, mặt đôn là 4 tấc 4, 44. Đây, bụng trên lớn nhất là 1,5 m. Đó. Chân này túm lại của nó luôn là 96. Rất là đẹp nha. Hàng liền lạc là lặn luôn đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Chất liệu cây là bằng gõ. Đó, mặt đôn là khỏi chê chỗ nào. Đây, chú anh chị mình xem giùm em nha. Rất là vững nha. Đó, xuống tới chân này nó bẹt ra lại. Đó, là 5 tấc nha. Đó, đây, hàng thì liên lạc là lặn luôn. Đó, đôn này thì em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn. Một cây á là 5,5 triệu. Của chú anh chị mình mua một cặp á, chúng em tính 10 triệu nha. Một cây là 5,5 triệu, một cặp là 10 triệu bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Đó, em chỉ có hai cặp thôi. Đó, đây. Tới cặp mã số 17A. Đó, đây của chú anh chị xem giùm em nha. Chiều cao đo chính xác luôn là 98. Đó. Mặt đôn cũng là 41. Mặt đôn là 41 nha. Đó, mặt đôn là 40. Đó, hoành này cũng là 1,5 m nha cô chú anh chị mình ha, cũng là đôn bồng luôn. Mã số 17A, một cây cũng là 5,5 triệu luôn nha. Một cặp á là 10 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, chất liệu cây là bằng gõ nha cô chú anh chị mình ha, nhìn rất là cứng cáp, liền lạc lành lặn luôn. Đó.
rất là đẹp luôn nha quý vị mình ha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 18A. Đó chính là một cái ghế nghi thờ nha quý vị mình ha, ghế nghi nha. Đó, chất liệu cây á là bằng gỗ nha quý vị mình ha. Đó. Quý vị mình xem giùm em rất là đẹp. Dân cây gõ của chú chị mình xem nhìn dân cây gõ nhìn liền lạc lành lặn, cẳng là cẳng ba mặt tới chân luôn nha, từ trên xuống tới chân luôn đó. Diêm rất là dày đó, ốc thì rất là bảy màu rất là đẹp. Đây quay phía sau mặt cây luôn nha đó, cẩm này rất là, gõ này rất là già giống như dân cây cẩm luôn nha cô chú chị mình xem nè đó, nhìn cái rất là già cây lên dân rất là đẹp đó, cẳng ba mặt. Đây để em đo chiều cao nha. Chiều cao chính xác luôn là 1m13. 1m13 nha. Chiều sâu vô là 61. Đó, mặt bề ngang. Bề ngang này là 1m23. Em đo chính xác luôn cho cô chú chị mình ha. Đó. Đố này dày là 8 thân. Đó, đố dày 8 thân nha. Đây chúng mình xem giùm em. Đó, vuốt từ trên xuống dưới luôn. Rất là gõ gàng chi tiết, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Hàng liền lạc là lặn luôn. Đó, ốc thì nói chung là 7 màu của chúng mình khỏi lo. Ốc là em bao đẹp. Ghế nghi ngờ này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 32 triệu. 32 triệu bao ship đó, cho cô chú chị mình luôn là toàn quốc nha. 32 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook nha. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, tới em có một cái ghế nghi này nữa là cẳng 4 mặt nha cô chú chị mình ha. Đó, nói chung là một cẳng 4 mặt luôn. Đó, chất liệu cây cũng là bằng gỗ luôn nha cô chú chị mình ha. Bề ngang em đo chính xác chiều ngang của nó luôn là 1m18. 1m18 nha. Chiều sâu vô là 66. Chiều sâu vô là 66. Chiều cao, chiều cao là 83. Chiều cao là 83 nha. Em đo chính xác cho quý cô chú chị mình luôn. Đó, đố này thì nó dày khoảng tầm 9 phân. Cẳng hết trơn luôn cho quý chú chị mình ha. Cẳng 4 mặt luôn. Cẳng 4 mặt mà dìm 4 mặt luôn. Mặt là mặt đá. Đó. Đây bàn này thì em giao lưu rất là nhiều rồi nha quý chú chị mình ha. Đó. Đồ này cũng khoảng tầm từ giá là 20-30 năm trở lên rồi. Đó, cẳng 4 mặt rất là nhiều. Trên đây thì nó có một đường vân đá chỗ này. Đó, mình gờ là nó không có bị cộm nha. Đó, về của chú chị mình lưu ý giùm em chỗ này để nhiều khi cứ về giao tới cho cô chú chị mình nói là nứt là chúng em không báo trước. Đây chúng em sẽ báo trước cho cô chú chị mình luôn, nó có đường vân chỗ này nhưng mà mình gờ như vậy là không có cộm. Nếu mà nứt thì nó gờ rất là cộm nha. Đó. Đây. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp, hàng liền lạc là lặn luôn. Rất là nặng, mặt đá rất là dày. Đây để em đo thức ở nha, dìm này thức có bao nhiêu phân nha. 3 phân. Đó, mặt dìm này 3 phân nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây ghế này là khỏi chê, ốc thì rất là đẹp. Đó. Cái này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 32 triệu. 32 triệu em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn, cũng là toàn quốc nha. Đó, 32 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn, cẳng 4 mặt. Mã số 20A. Đó chính là một bộ bàn cẩm lai. Đó, đây rất là đẹp luôn. Đó, salon thẻ cẩm lai nguyên con. Hàng liên lạc là lặng bao xưa cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đồ này thì em bao cho quý cô chú anh chị mình là xưa luôn. Đó, tuổi đời khoảng tầm 30-40 năm trở lên. Chiều dài cái ghế là 1m73, phủ bì. Lọt lòng chỗ ngồi là 1m59. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây. Chiều cao vách lưng ghế là 80. Đó, cô chú chị mình xem đố cây cẩm giùm em nè, dân cây cẩm nè. Đó, nguyên con từ cái thẻ luôn nha, đều là cẩm hết. Đó, để em gỡ cho cô chú chị mình xem nha. Đó, đều là cẩm lai hết trơn nha.
Đó, cô chú chị mình về có thể kiểm tra hàng, nếu mà không đúng những lời trên clip của em thì khỏi nhận hàng. Đó, đều cẩm lai hết. Em sẽ gửi cho cô chú chị mình xem dân cây cẩm. Đó, nội mà mấy cái niệm này không, cô chú chị mình nhìn thì đã biết nó già tuổi rồi. Đó, rất là đẹp, hàng liên lạc là lặn luôn. Đó, thẻ là bằng cây cẩm hết. Chân là chân bọc đồng xưa hết trơn nha. Bàn là chiều dài 90. Bề ngang bàn của nó luôn là 47. Chiều cao bàn là 45. Đó, còn ghế phủ bì, ghế đơn là phủ bì tay vịn bên đây qua tay vịn bên đây là 66. 66 lọt lòng chỗ ngồi là 52. Đó, vách lưng cũng là 80. Đó, đây chân là bọc đồng hết nha cô chú chị mình ha. Đó, chân bọc đồng rất là đẹp, hàng liên lạc là lặn luôn. Nói chung là không có bị mẻ bể gãy chỗ nào hết. Đó, nói chung là cẩm lai nguyên con mà em bao cẩm này là cẩm Việt Nam, cẩm xưa nha. Đó, lên nước rất là đẹp luôn nha, không có xài bạc ni hay là bio luôn nha. Đó, chỉ cần về của chú chị mình lau nước thôi, nó đã bóng lên nước, nó rất là đẹp. Của chú chị mình thấy dân cây lên nước nè. Đó, không có chùi rửa lại gì hết trơn luôn, nó có hai đoạn nè, do người ta ngồi người ta vịn đó. Đó, ghiếc rồi bắt đầu nó lên nước rất là đẹp, hàng liên lạc lành lặn. Đây, bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 19 triệu. 19 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, 19 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.